Hello anh em, bây giờ mình đang test một con mic mình được anh kia tặng. Nó là con mic 1,36 triệu, 1,34 triệu đó. Thì hiện tại anh đang quay bằng con mic này. Để xem chất lượng của nó có ổn không. Nếu mà ổn thì mình sẽ mua nó luôn. Nếu mà ổn thì mình sẽ dùng con này luôn. Khỏi mua nữa. Con này nếu mà nó hiện tại thì mình đang không sử dụng lọc gió nha. Nên mình sẽ bàn về vấn đề là có nên mua con DJI Pocket 3 không. Hiện tại thì con DJI Pocket 3 nó ra gần được 2 tuần rồi. Giá của nó là 12 triệu, gần 13 triệu, 12.890 á là bản đơn, và bản combo là 15.890. Mình tên kiếm một em nhưng mà phải chi tiền cho kia rồi, cho nên là giờ mình chi nữa thì ít số dư trong tài khoản quá, nên là thôi. Với lại mình cũng thấy con Action 4 á, mình chỉnh lại mấy cái thông số á, nó cũng vừa vừa cái nhu cầu, tại mình khó tính á. Mình khó tính về cái chất lượng hình ảnh cho người xem á, cho nên là mình muốn mua cái máy cho chất lượng, quay cho nó đã. Đối với những ai cần mua Pocket 3 thì nếu mà bạn chưa sử dụng bất kỳ một cái thiết bị quay phim chụp ảnh nhỏ gọn nào thì bạn nên mua con này để cái việc quay video, quay video YouTube của bạn nó được thường xuyên, và cái việc bạn cầm chiếc máy lên quay ấy, nó trở nên thích thú hơn. Nếu mà bạn là người chưa có con máy Pocket nào nhé thì nên mua con này. Con này là nên mua bản đơn hay bản thường thì tiết kiệm thì cứ chơi bản đơn thôi. Quay ít thì bản đơn mà quay liên tục, quay thường xuyên thì bản combo này cho chắc. Con này thì nó có cảm biến 1 inch đó, nó quay nét như Sony luôn. Đưa lên đưa xuống ok luôn, mấy cái hình phải nói là mê luôn. Mấy cái hình mà nó đưa đi kèm mê luôn. Khẩu độ 2.0 lấy nét 20 cm. Có nhiều cái video test về cái con Pocket 3 rồi, cho nên là các bạn nếu mà các bạn muốn mua thì mua luôn, đừng có ngần ngại gì nữa. Mua trên Shopee thì nó được giảm giá đâu xuống còn 11 triệu, còn ra cửa hàng mua thì 12 triệu 9 nữa. Con này quay chất lượng siêu đỉnh luôn, khỏi phải chê. Còn Pocket 3 siêu đỉnh luôn, nó thuộc top best ở trong tất cả các dòng, trong tất cả các dòng sản phẩm camera hành động nhỏ gọn, camera bỏ túi á. Mua nó rồi thì không cần mua Sony nữa. Thực ra thì mình dùng một chiếc máy 4K thì mình cũng chỉ quay được 2,7K thôi. Mình chọn 2,7K cho tiết kiệm dung lượng. Thì nhớ là một thì nhớ mình 128 GB á, nhưng mà quay được gần 1 tiếng là hết pin, hết dung lượng. Nói chung là cái file mới nó tốn dung lượng kinh dị lắm, cho nên là quay 2K là tốt nhất. Vì YouTube bây giờ mình cái mạng bình thường mình mở 2K lên thì nó cũng chỉ cho mình xem được mượt ở chế độ 2K thôi. Còn mình lên 4K là nó bắt đầu có hiện tượng lắc, sau 5 giây thì nó mới chạy tiếp, cho nên là xem cái đó rất là khó chịu. Nên mình thường chuyển về 2K hoặc là 1080 mình coi. Cho nên những cái chức năng như là 4K, 3K rồi slow motion 240 fps nó bổ sung thêm thôi, để làm cho chiếc máy trông có vẻ hiện đại hơn thôi, chứ thực sự là mình không có thể dùng đến. Chống rung con này đỉnh. Một cái thai dùng sao thì con này nó được nâng cấp lên một chút nữa. Active Chat 6.0. Thời lượng pin thì theo nhà sản xuất công bố thì
Nó quay được 110 mấy phút á, nhưng mà ở định dạng HD thì mình nghĩ là nó khả thi. Còn 2K với 4K thì khó. D-Log 10 bit thì mình không ít sử dụng, tại vì cái máy của mình nó chạy không nổi, lag lắm. Với lại mấy cái nút màu mình không ưng ý lắm nên là mình không dùng. Cứ quay mặc định rồi chỉnh cái độ K lên cao hơn chút, cỡ 6000 là cái màu tự nhiên đậm là đẹp à, chứ không cần phải làm gì hết đó. Còn một cái vấn đề nữa là cái mức giá nó tầm 12,5 cũ, 12,9 cũ, thì các bạn có xứng đáng với một cái thiết bị như vậy không? Thì nghĩ là nên, nếu mà chưa sở hữu thiết bị nào á thì quất ngay đi. Ưu điểm của nó là nhỏ nhẹ, phù hợp với việc quay mà nhẹ nhàng thôi, còn phải giữ cẩn thận nha, đó cái bục là xong đi 13 cũ nhanh lắm. Nói chung phải giữ cẩn thận, còn về chất lượng thì nó đánh đổi thôi. Nó đánh đổi cái việc mà chất lượng hình ảnh tuyệt hảo với lại nhỏ gọn thì cứ quất cái con Pocket 3 á. Còn nếu mà tài chính mạnh á thì cứ chơi song song hai con luôn. Đi quay bình thường thì đi quay cảnh hoang dã, cảnh đi xe á, thì chơi Action 4, mà còn đi quay nhẹ nhàng, quay vlog, quay đêm nhiều á thì quất Pocket 3. Đó là một bộ đôi đi song song với nhau. Về thế mạnh thì hai con nó đều có những thế mạnh riêng, chứ không phải là Pocket hơn Action mà Action hơn Pocket được. Mỗi mỗi con đều có một ưu nhược điểm riêng. Cho nên là nếu mà các bạn chỉ có mức tài chính tầm mười mấy triệu thì cứ chọn Pocket, và thích về chất lượng thì Pocket, còn hay đi xe á thì cũng chọn Pocket được, nhưng mà cẩn thận nha, vì nó rớt một lần là xong luôn á. Đó là sự lựa chọn của bạn mà thôi. Cả hai con đều có thể cái kết nối ngoại vi được, đó là ổn. Hiện tại thì hình ảnh mình đang quay bằng Action 4 nha, mình quay ở chế độ 2,7K và quay ban đêm á. Nếu mà các bạn không khó tính thì có thể vẫn sử dụng được em này, còn khó tính quá thì cứ chơi Pocket 3 thôi. Tại sao mình chưa mua thì tại vì mình có tài chính, nhưng mà mình nên để dành một việc khác hơn là mua một con nữa. Việc nâng cao chất lượng thì cũng chưa chắc là có người xem, cho nên là mình đợi một thời gian nữa, mà khi mà cái kênh mình nó phát triển mạnh á, các bạn ủng hộ đăng ký nhiều cho mình thì mình sẽ bổ sung thêm một em nữa vào cái bộ sưu tập máy quay nhỏ gọn của mình. Thì hy vọng là anh em thích cái video này, và đó là một số cái suy nghĩ của mình về con Pocket 3. Nếu mà anh em nào có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới nha. Rồi ok, cảm ơn anh em.